Kính chào quý vị, chào các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã tiếp xã giao đoàn công tác các nhóm nước G4 gồm New Zealand, Canada, Na Uy, Thụy Sĩ do bà Catherine, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán New Zealand làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán các nước nhóm G4 đã đến thăm và có chuyến công tác tại Hà Giang, đồng thời giới thiệu khái quát những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội, những thuận lợi và khó khăn, cũng như tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông khẳng định, những năm qua cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, chương trình dự án của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ và các nhóm nước G4 đã đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Vì vậy hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục y tế, phát triển cộng đồng đã có sự chuyển biến tích cực rõ nét. Song hiện nay, Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo, do đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, cùng với chủ trương chính sách nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của các ủy chính quyền địa phương, rất cần có sự quan tâm hỗ trợ của đại sứ nhóm các nước G4 nói riêng, các chương trình dự án phi chính phủ nói chung, để tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân các dân tộc Hà Giang nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, bớt đi phần nào những khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo một cách bền vững. Thay mặt đại sứ nhóm các nước G4, bà Kethin, bí thư thứ nhất Đại sứ quán New Zealand, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang dành cho đoàn. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc dành nguồn lực để quan tâm đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được tỉnh rất quan tâm chú trọng. Trong thời gian tới, bà Kethin, bí thư thứ nhất Đại sứ quán New Zealand mong rằng, cùng với các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quốc tế, Hà Giang tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa để họ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Huyện ủy Hoàng Su Phi vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Sèn Chín Ly, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. 9 tháng đầu năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chấp hành Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác dự báo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân các cấp không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Việc thực hiện nghị quyết Đảng các cấp luôn có sự đồng thuận của nhân dân. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhân dân thực hiện được trên 18.000 ha cây lương thực các loại, đạt 92,2% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt xấp xỉ 36.000 tấn, tăng gần 1.300 tấn so với cùng kỳ năm 2013. Về giao thông xây dựng, đến nay, toàn huyện đã có 25 trên 25 xã thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 22 trên 25 xã có đường nhựa hoặc bê tông, 199 trên 199 thôn bản, tổ dân phố có đường đến trung tâm thôn. Công tác xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm với tổng vốn thực hiện năm 2014 là trên 33 tỷ đồng, vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 9.000 m2 đất, đóng góp gần 23.000 ngày công. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014, quán triệt chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ thị 16 của Ban Thường vụ huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kế hoạch 154 của Ban Thường vụ huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Sèn Chín Ly, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện cần tập trung hơn nữa công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, huyện chú trọng phát triển các loại cây trồng thế mạnh, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trên cơ sở các báo cáo, hội nghị đã chia tổ thảo luận, đóng góp bổ sung các ý kiến và đề ra các giải pháp kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng cuối năm 2014. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phi
khóa 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chu Đức Huyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, việc cưới không có tình trạng tảo hôn, đám cưới được tổ chức vui tươi, tiết kiệm, không phô trương hình thức, thực hiện theo hương ước quy ước của thôn bản. Việc tang, các hộ gia đình tổ chức phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa của từng dân tộc và từng gia đình. Không còn tình trạng đám tang kéo dài nhiều ngày, lễ hội được duy trì theo nét đẹp văn hóa truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao kết quả của xã Yên Định, huyện Bắc Mê đạt được trong triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Để duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, xã Yên Định cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, duy trì phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nội dung hương ước quy ước, duy trì làng văn hóa, gia đình văn hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 5 năm, từ 2016 đến năm 2020. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 với dự ước kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu sẽ đạt được trên từng lĩnh vực, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 5 năm tiếp theo. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang trở thành thành phố du lịch miền núi biên giới vào năm 2020, có kinh tế phát triển ổn định và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là thương mại dịch vụ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của một đô thị trung tâm, ưu tiên phát triển kinh tế vùng nông thôn để rút ngắn khoảng cách giữa hai vùng thành thị và nông thôn, đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong dự thảo kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu đặt ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố đã có nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa và tham gia góp ý vào hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện bản kế hoạch đúng thời gian, các số liệu mục tiêu ở từng ngành từng lĩnh vực phải cụ thể chính xác, những nhiệm vụ giải pháp đưa ra phải khả thi, sát với thực tế. Khi bản kế hoạch được thông qua cũng sẽ là cơ sở để các ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò của một bí thư chi bộ thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, đồng chí Giàng Xính Phủ đã luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, nhất là việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thôn Vĩnh Sơn có 229 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 50% dân số của thôn. Trước năm 2010, thôn Vĩnh Sơn là thôn khó khăn nhất của xã Vĩnh Phúc, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Phải tìm cách đưa người dân thoát nghèo là mục tiêu phấn đấu của chi bộ thôn Vĩnh Sơn. Vai trò của người bí thư trong công tác lãnh chỉ đạo thì nó hết sức quan trọng. Bởi vì là bí thư chi bộ cũng như các cái đảng viên là thì đây là một cái hạt nhân lãnh đạo cơ sở, là nơi để mà rèn luyện, đấy, nơi để mà người dân có thể nhìn thấy và là cái cầu nối giữa đảng với nhân dân. Cho nên là cái vai trò của người bí thư là tôi luôn luôn là xác định rất quan trọng, mình phải luôn luôn gương mẫu, cái nói và cái làm nó phải luôn luôn đi song song. Để các đảng viên trong chi bộ và quần chúng tin tưởng, bí thư chi bộ Giàng Xính Phủ tiên phong làm trước. Với lợi thế sẵn có về đất đai, đồng chí đã chọn cây nhãn lồng làm mũi nhọn, đồng thời tiếp tục tái canh cây cam sành là cây trồng truyền thống của vùng đất Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Nhờ cần cù, tìm tòi học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, nhãn và cam của gia đình phát triển tốt, cho thu nhập cao. Thấy hiệu quả kinh tế từ cách làm của gia đình anh Phủ, nhiều người đã làm theo. Như vậy, bằng những việc làm cụ thể thiết thực của mình, không chỉ đời sống gia đình anh được cải thiện
mà thu nhập của người dân trong thôn được nâng lên. Gia đình chị Vàng Thị Pàng, theo gương anh Phù, trồng được 200 gốc nhãn. Năm 2013 vừa qua, gia đình chị đã thu về trên 35 triệu đồng từ tiền bán nhãn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ban ngành đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên thu nhập của bà con được nâng lên so với trước đây, xóa được đói, giảm được nghèo rồi, vui lắm. Tái canh cây cam sành truyền thống cũng là một hướng phát triển kinh tế bền vững được chi bộ thôn xác định. Từ việc làm tiên phong của anh Phù và các đảng viên trong chi bộ, đến nay diện tích trồng tái canh cây cam sành của thôn đạt 25 hectare và thu nhập đạt bình quân 75 triệu đồng một hectare một năm. Nhiều hộ gia đình mới trồng tái canh năm thứ ba nhưng đã cho thu hoạch. Trong năm 2013 vừa qua, nhiều hộ đã có thu vài chục triệu đồng. Như gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, năm 2011 bắt đầu trồng tái canh cây cam với 170 gốc. Đến năm 2013 vừa qua, đã cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Chúng em trồng tái canh cây cam này do gọi là được tuyên truyền của bí thư rồi là giúp đỡ của các bác ở trên kia hướng dẫn. Đấy, chúng em trồng được nó mới được tốt như thế này. Với sự năng động của đồng chí bí thư chi bộ và sự đoàn kết của chi bộ thôn đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Mức thu nhập của người dân trong thôn không ngừng được cải thiện. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng, thì đến hết năm 2013 đạt 16,5 triệu đồng. Đối với thôn Vĩnh Sơn thì đối với đồng chí bí thư chi bộ là một đồng chí người Mông. Hiện nay thì cũng trong quá trình tổ chức mọi thực hiện mọi nhiệm vụ thì cũng rất là tốt. Đặc biệt là về cái tư tưởng chỉ đạo thì cũng rất là dứt khoát và xuyên suốt. Đặc biệt là trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, định hướng trong cái việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, thì hiện nay đối với thôn Vĩnh Sơn là một trong cái thôn có thể nói là điều kiện kinh tế rất là ổn định. Đặc biệt là đối với người Mông thì hiện nay chủ yếu là chuyển đổi cơ cấu sang trồng cây ăn quả. Thế thì nhiều nhà thì nhiều hộ cũng đã cho thu hoạch là mỗi một năm tới 70-80 triệu, có nhà tới 200-300 triệu, đặc biệt là trên cây nhãn và cây cam. Có thể nói với những thành tích đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thôn Vĩnh Sơn không ngừng được nâng lên. Hệ thống chính trị được tăng cường. Nhiều năm liền, thôn Vĩnh Sơn đạt thôn văn hóa, chi bộ thôn đạt trong sạch vững mạnh. Bản thân đồng chí Giàng Xính Phù nhận được nhiều bằng khen và giấy khen. Tới đây, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.